Cường quốc hàng đầu châu Âu tuyên bố sự thống nhất của EU về các lệnh trừng phạt Nga đang sụp đổ. Các bạn thân mến, giới lãnh đạo Liên minh châu Âu EU tập hợp trong một cuộc họp ngày 30 tháng 5 để thể hiện tình hình đoàn kết với Ukraine, nhưng lại chia rẽ về việc liệu có nên nhắm mục tiêu và dò mỏ của Nga trong gói trừng phạt mới. Tại đây, Đức đã cảnh báo về sự thống nhất vỡ vụn trong EU khi khối này đang loay hoay mãi với những bế tắc về năng lượng của mình. Rõ ràng, trừng phạt một siêu cường dầu mỏ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Giữa bão cấm vận trong gần nửa năm qua, doanh thu từ xuất khẩu dầu của Liên bang Nga đã tăng 50%, thu về 20 tỷ đô mỗi tháng, một nguồn lực quan trọng để Tổng thống Putin duy trì lợi thế trong chiến dịch quân sự của mình. Hôm 29 tháng 5, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, sự đoàn kết mà Liên minh châu Âu EU đã thể hiện sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công ở Ukraine đang bắt đầu sụp đổ. Hãng Reuters cho biết, cảnh báo được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh của khối vào ngày 30 và 31 tháng 5 để thảo luận về một gói trừng phạt và một lệnh cấm vận dò mỏ mới chống lại Moscow. Ông Habeck nói trong một cuộc họp báo rằng, sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và Ukraine, chúng ta đã thấy sức mạnh khi châu Âu thống nhất. Hy vọng rằng ở hội nghị thượng đỉnh sắp tới, sự đoàn kết sẽ tiếp tục được giữ vững. Nhưng trên thực tế thì nó đã bắt đầu vỡ vụn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trước lãnh đạo của 27 quốc gia EU thông qua cầu truyền hình vào tối ngày 29 tháng 5. Nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần yêu cầu EU nhắm mục tiêu vào lĩnh vực năng lượng Nga. Tuy nhiên, EU liên tục tranh cãi về việc áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga. Nhiều nước thành viên bày tỏ lo ngại rằng động thái này sẽ trở nên nguy hiểm đối với nền kinh tế của họ. Hungary, quốc gia nhập phần lớn dầu từ Nga, là nước lên án cấm vận mạnh mẽ nhất. Budapest so sánh tác động tiềm tàng của lệnh cấm hoàn toàn với một quả bom nguyên tử. Theo CNBC, Hungary đang dẫn đầu một nhóm quốc gia gồm Slovakia, Cộng hòa Séc và Bulgaria phụ thuộc vào dầu mỏ Nga và không đủ khả năng để triển khai ngay các biện pháp trừng phạt này. Hungary nhập khẩu hơn 60% lượng dầu mỏ và 85% lượng khí đốt từ Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nhấn mạnh lệnh cấm vận dầu mỏ không nên được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh. Thưa các bạn, khi ý tưởng về việc loại trừ nhập khẩu dầu qua đường ống khỏi lệnh cấm vận nhen nhóm vài tuần trước, một số nước thành viên EU đã lập tức phản đối. Các nước này cho rằng loại trừ như vậy mang lại lợi thế không công bằng đối với những quốc gia có thể tiếp tục mua dầu giá rẻ của Nga. Theo ước tính từ nội bộ EU, Hungary có thể hưởng lợi từ dầu rẻ hơn 35% so với các nước láng giềng. Tuy nhiên, sau nhiều tuần đình trệ, ngày càng nhiều quốc gia đang tìm cách phá vỡ sự bế tắc đó. Cuối cùng, kết quả của cuộc họp này phủ bóng đen lên hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU diễn ra tại Bruxelles của Bỉ một ngày sau đó, nơi các vấn đề về kinh tế, chính trị và việc hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine cũng như cuộc khủng hoảng nguồn cung thực phẩm toàn cầu sẽ được đưa ra thảo luận. Hãng RT của Nga đưa tin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đưa ra lời giải thích tại sao EU vẫn tiếp tục mua dầu của Nga. Theo đó, một lệnh cấm đột ngột của Liên minh với dầu Nga sẽ cho phép Moscow bán mặt hàng này cho khách hàng khác và thu về thêm tiền. Chính vì vậy, bà thừa nhận EU không thể cấm ngay lập tức với mặt hàng dầu Nga. Nếu chúng ta cấm hoàn toàn ngay lập tức dầu của Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có thể đem số dầu mà Moscow không bán cho EU tới thị trường thế giới. Giá dầu thế giới sẽ tăng và Nga sẽ thu về nhiều tiền hơn, và khoản đó sẽ bổ sung vào ngân sách cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Bà von der Leyen lý giải. Các nhà ngoại giao EU được cho là đang cố gắng đưa ra một giải pháp thỏa hiệp cho bế tắc trừng phạt, bắt đầu bằng việc cấm vận chuyển dầu của Nga thông qua đường biển, trong khi vẫn cho phép các đường ống dẫn dầu. Tuy nhiên, nỗ lực dường như đã thất bại. Cơ quan điều hành của EU cho biết, các chuyến hàng dầu thông qua đường ống Jotba nối Nga, Ukraine, Belarus, Ba Lan, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc, Áo và Đức giờ đây nên được miễn trừ lệnh cấm vận mà khối này đang tìm cách áp đặt với Moscow. Đề xuất được cho là nhằm đáp ứng sự phản đối của Hungary, giúp nước này có thêm thời gian để tìm kiếm nguồn thay thế cho đường ống dẫn dầu của Nga. Đối với nguồn cung cấp bằng đường biển, tất cả các quốc gia EU sẽ từ bỏ dầu thô của Nga được giao bằng tàu chở dầu trong 6 tháng và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế trong 8 tháng. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hơn 3 tháng trước, EU đã ban hành 5 gói trừng phạt nhằm gây áp lực lên Moscow. Cùng với Mỹ, khối này đang áp đặt lệnh cấm vận chưa từng có tiền lệ lên nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, EU chưa thể đồng thuận về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào ngành năng lượng Nga do nhiều thành viên của khối phụ thuộc vào nguồn cung từ Moscow.
bà von der Leyen cho biết các lệnh trừng phạt đang tác động mạnh lên nền kinh tế Nga, nhưng một lệnh cấm vận hoàn toàn sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế châu Âu. Quan chức này nhấn mạnh, việc thoát phụ thuộc vào năng lượng Nga sẽ trở thành mục tiêu lớn của EU về lâu dài. Hồi đầu tháng, EU công bố kế hoạch RePower EU trị giá hàng trăm tỷ đô nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và đầu tư vào ngành năng lượng tái tạo. Việc Hungary phản đối đồng nghĩa các biện pháp khác trong gói trừng phạt thứ 6 của EU nhằm vào Nga chưa thể đi vào thực thi. Các biện pháp này bao gồm thắt chặt hạn chế đối với nhiều ngân hàng Nga và đóng băng tài sản, cấm đi lại đối với hàng chục nhân vật cấp cao của Nga. Trước mắt, EU vẫn đang đối mặt với việc chưa tìm được tiếng nói chung liên quan tới trừng phạt dầu mỏ và khí đốt của Nga. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã thừa nhận sự đoàn kết của EU có được sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine dường như đang bắt đầu rạn nứt và sụp đổ. Phương Tây đang hứng hậu quả ngọt ngào của lệnh trừng phạt. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho rằng phương Tây đang phải đối mặt với siêu lạm phát, giá nhiên liệu tăng, cắt giảm việc làm khi áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga. Phát biểu tại diễn đàn về kinh doanh của Đảng nước Nga Thống nhất ngày 26 tháng 5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Dmitry Medvedev cho rằng phương Tây đang tự đưa mình vào một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Thực tế, người châu Âu đang cảm nhận được toàn bộ hậu quả ngọt ngào của các biện pháp trừng phạt chống Nga, gồm siêu lạm phát, giá nhiên liệu, giá nhà đất, giá tiêu dùng và giá hàng hóa nói chung tăng trong khi việc làm bị cắt giảm, ông Medvedev nói. Ông thừa nhận Nga cũng bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt này, nhưng sự khác nhau là Nga có mục tiêu cao cả. Chúng tôi hiểu rằng các lệnh trừng phạt này sẽ tác động đến sự phát triển của nước Nga và sẽ còn tiếp tục trong một thời gian rất rất dài. Ông Medvedev chỉ ra, nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng các lệnh trừng phạt kéo theo những thách thức lớn hơn đại dịch. Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận các lệnh trừng phạt đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng của nước này, song khẳng định phương Tây sẽ không thành công trong việc cô lập Nga về mặt công nghệ. Ông nói, lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào ngành năng lượng Nga không khác nào là tự sát về kinh tế. Phương Tây ở thế tiến thoái lưỡng nan khi áp lệnh trừng phạt Nga do phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Giới chuyên gia dự đoán, nếu Nga đột ngột cắt nguồn cung năng lượng, một số nước châu Âu có thể rơi vào suy thoái kinh tế. Bất chấp trừng phạt, doanh thu từ dầu mỏ Nga vẫn tăng mạnh. Doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga đã tăng khoảng 50% kể từ đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2021. Bloomberg dẫn số liệu từ cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết, theo báo cáo của thị trường hàng tháng của IEA, kể từ đầu năm nay, Nga đã thu về khoảng 20 tỷ đô mỗi tháng từ việc bán dầu thô và các sản phẩm liên quan đến dầu. Trước cuộc chiến ở Ukraine, Nga bán khoảng một nửa trong số 7,85 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và dầu đã lọc cho châu Âu. Nhưng khi chiến tranh bùng phát và EU tuyên bố sẽ chấm dứt phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Nga, Điện Kremlin lại đang hưởng lợi từ giá dầu thế giới tăng cao trong khi vẫn đang tích cực tìm kiếm khách hàng mới và chuyển hướng xuất khẩu sang châu Á. Theo IEA, các đợt vận chuyển dầu của Nga vẫn tăng. Trong tháng 4, số lượng vận chuyển tăng thêm khoảng 620.000 thùng dầu một ngày so với 8,1 triệu thùng dầu trong tháng 3, về mức trung bình của thời điểm trước khủng hoảng Ukraine và phương Tây áp trừng phạt. Theo cơ quan năng lượng, bất chấp lập trường cứng rắn, EU cho tới nay vẫn là thị trường lớn nhất của Nga, với 43% khối lượng dầu mỏ xuất khẩu của Nga được chuyển tới khối này trong tháng 4. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Silonov cho biết, chúng tôi dự kiến sẽ nhận được thêm 1.000 tỷ rúp, tức là khoảng 15 tỷ đô doanh thu từ dầu khí, theo dự báo mà chúng tôi đã tính toán với Bộ Phát triển Kinh tế. Theo quan chức Nga, Moscow đã lên kế hoạch chi tiêu khoản thu này ngay trong năm nay để thanh toán bổ sung cho người nghỉ hưu, gia đình có trẻ em, cũng như bổ sung cho chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine. Vấn đề nằm ở chỗ, các lệnh trừng phạt của phương Tây, các chiến thuật này không có tác dụng răn đe với Nga lâu dài vì Moscow có thể xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt sang các thị trường bên ngoài châu Âu. Nhiều quốc gia đã từ chối tham gia lệnh cấm vận và trừng phạt thương mại Nga mà phương Tây phát động. Thay vào đó, chọn cách tiếp cận cân bằng hơn. Một số nhà phân tích cho rằng, nếu chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng Nga, chi phí sinh hoạt của người dân tại châu Âu sẽ bị đẩy lên cao, lạm phát gia tăng, trong khi chính phủ các nước châu Âu rất khó đạt được mục tiêu cắt đứt nền kinh tế Nga khỏi thị trường toàn cầu. Mặc dù Pháp đã lên tiếng ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga, nhưng hầu hết các nước châu Âu vẫn do dự khi ban hành lệnh cấm này. Nguyên nhân là do châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nguồn khí đốt tự nhiên của Nga, trong khi kế hoạch thúc đẩy sản xuất nguồn năng lượng tái tạo thì vẫn chưa rõ ràng.
Các chính trị gia châu Âu đã nhiều lần bàn về việc áp đặt những biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn với Nga, song vẫn chưa đề cập tới loại bỏ hoàn toàn dầu mỏ và khí đốt Nga. Mặc dù phương Tây cho rằng họ có thể tạo ra một mặt trận thống nhất nhằm đối phó với một đối thủ tiềm năng, nhưng bên được hưởng lợi nhất có lẽ phải nói đến Trung Quốc. Bắc Kinh nhiều khả năng sẵn sàng tiếp nhận sản lượng lớn dầu mỏ và khí đốt của Nga được chuyển hướng ra khỏi thị trường châu Âu, thậm chí là còn tìm cách mua với giá ưu đãi. Nhờ là một siêu cường năng lượng, Nga hiện vẫn đang đứng vững khi họ đã trả được các khoản nợ đúng hạn để tránh bị vỡ nợ. Mỗi động thái của Nga trong lĩnh vực năng lượng đều tác động mạnh tới thị trường. Giá năng lượng liên tục tăng khiến nhiều quốc gia châu Âu trở nên chùn bước vì lo ngại các biện pháp cứng rắn hơn nữa với dầu khí Nga sẽ khiến thị trường bất ổn và họ sẽ tổn thất càng lớn hơn. Trong khi đó, người dân châu Âu phải chi trả nhiều hơn cho năng lượng, hàng hóa và các dịch vụ khác. Nguy cơ suy thoái cũng gia tăng trên khắp khu vực. Đáng lo ngại hơn là những biện pháp này có thể ảnh hưởng tới các nước nghèo ở châu Phi và châu Á. Nhiều quốc gia trong số đó vẫn phải nhập khẩu dầu mỏ và ngũ cốc của Nga để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Nhìn chung, Nga thường xuyên sử dụng nguồn năng lượng dồi dào của mình để tạo nên tầm ảnh hưởng với nhiều quốc gia trên thế giới. Các lệnh trừng phạt của phương Tây trong 3 tháng qua đã tác động mạnh lên nền kinh tế Nga trên rất nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, nền kinh tế của Moscow vẫn không sụp đổ vì họ vẫn nắm trong tay lá bài năng lượng mà phương Tây chưa thể tìm cách vô hiệu hóa. Rõ ràng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tận dụng triệt để điểm yếu này của phương Tây để đáp trả những động thái thù địch nhằm vào mình. Và suy cho cùng, dù có trải qua bao nhiêu cuộc họp đi chăng nữa, thì Liên minh châu Âu-EU cũng khó có thể đi đến thống nhất chung về việc có cấm năng lượng của Nga hay không. Trong bối cảnh thế giới hỗn loạn rối ren hiện tại, thì lợi ích quốc gia vẫn phải là thứ được đặt lên hàng đầu. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!